Rồi đây là cái bộ bếp đồ chơi Little Tykes. Nó là hàng thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Ba Lan. À, bộ bếp này cái kích thước của nó có cái chiều cao là 1,05 m, chiều ngang 1,03 m và chiều sâu của nó là 32 cm. À, bộ bếp này nó có bếp cái phần bếp ga, nó có sử dụng pin. Đây cái bộ này đây. Đặt cái nồi lên. Đó, phải đặt đúng cái rãnh của nó nha. Đó thì nó sẽ phát âm thanh. Đó, âm thanh đun nước sôi. Nếu mà dùng chảo, đặt cái chảo vào. Đó, nó có cái âm thanh chiên xào. À, cái cầm phát nhạc của nó, cầm phát âm thanh, hiệu ứng âm thanh của nó là ở đây. Đó, nó có bố trí hai cái rãnh và nó có cái nút chả, nút nhấn ở đây nè. Đó, khi đặt cái nồi hoặc cái chảo vào thì nó sẽ phát ra âm thanh tương ứng. Nó sử dụng là hai viên pin tiểu 3A ở đây. Rồi cái bộ bếp này nó có thiết kế như đây. Cái bộ bếp này cái hình thức của nó thì còn mới tinh nha, nhưng mà cái cánh cửa của cái lò V3 ở chỗ này, cánh cửa nó bị mất rồi. Nó bị mất cái cánh cửa ở đây. À, tủ lạnh. Đây là cái bếp nướng, cái lò nướng. Lò nướng có nấm bằng điều chỉnh. Đây là một cái ngăn tủ cabinet. Đây vừa là tấm thớt. Này, tấm thớt đây, đây chỗ này chỗ rửa chén. Rồi, khay để đĩa. Đây, có hũ tiêu và muối. Đây chỗ này nó là cái máy rửa chén. Một chiếc điện thoại mô hình. Nó chỉ là mô hình điện thoại thôi nha, chứ không có bấm, không có pin gì hết đó. Rồi các phụ kiện của cái bộ này theo đúng bộ của nó đó, thì đây cái giá xào, cái chảo, cái nồi, tấm thớt, cái chai táo, cái ly, điện thoại, vòi nước của nó đây ha. Rồi trái cam. À, trái bắp, trái chanh và con dao. Con dao này là hàng thay thế nha, con dao của nó đã bị mất rồi, nên thay bằng một con dao này. Cũng là hàng xịn, rất là chất lượng nha. Đó, giống như trái chanh này cũng là thêm nè, cũng là hàng xịn luôn đó. À, đây cái bánh. À, đã đây là nó đúng ra nó có một con dao ăn nữa. Đó, nhưng mất con dao ăn này rồi. Và bù lại là thêm một trái chanh. Rồi mặt sau của cái bếp nó có hoa văn rất đẹp nha. À, tình trạng hình thức của cái bếp ấy thì còn mới tinh. À, nhưng mà nó bị mất một cái cánh cửa lò V3 và một con dao thay thế. Con dao là con dao làm đồ ăn, là dao thay thế
và một cái con dao ăn thì là cũng bị mất, nhưng mà bù lại là có thêm một cái trái chanh.